Năm nay cháu 5 tuổi, vẫn còn đang ham chơi. Nhưng phải ráng học không được lười, vậy mới được mua đồ chơi mới. Lòng phơi phới mỗi khi đến trường, gặp bạn bè thầy cô hân hoan. Cháu thích nhất là tiết kể chuyện, được nghe cổ tích thiếu nhi dân gian. Nhưng mà khoan, hôm nay kiểm tra toán. Hôm qua bài cô giảng này, cô sẽ gọi từng bạn lên bảng. Số lượng tập trung học, mỗi khi mà mấy đứa bạn đang giỡn. Giơ tay xung phong luôn được điểm 10, thật quá là đơn giản. Easy. Là bước mầm non, cho học trường mầm non. Rồi sẽ lớn hơn, cháu sẽ tuyệt vời hơn. Là bước mầm non, cho học trường mầm non. Rồi sẽ lớn hơn, cháu sẽ tuyệt hơn. Là bước mầm non, cho học trường mầm non. Rồi sẽ lớn hơn, cháu sẽ tuyệt vời hơn. Là bước mầm non, cho học trường mầm non. Rồi sẽ lớn hơn, cháu sẽ tuyệt hơn. Hậu học văn, tiên học lễ, cháu không bao giờ đi học trễ. Quần áo luôn ăn mặc chỉnh tề, đối với thầy cô luôn kính nể. Luôn chào bà, mỗi khi cháu đi về nhà. Chào cả ông cả ba và mẹ, rồi cháu mới bật chế độ xoay xoa. Bó tiết kiệm bố con heo đất, 200k rồi đem đi cất. Để dành tiền sau này cháu ba cả lớp liên hoan như vậy mới chất. Vì cháu muốn trở thành số 1, cháu không muốn bị gọi trẻ con. Nhìn cháu thì có vẻ non, nhưng thật ra cháu là là bước mầm non, cho học trường mầm non. Rồi sẽ lớn hơn, cháu sẽ tuyệt vời hơn. Là bước mầm non, cho học trường mầm non. Rồi sẽ lớn hơn, cháu sẽ tuyệt hơn. Là bước mầm non, cho học trường mầm non. Rồi sẽ lớn hơn, cháu sẽ tuyệt vời hơn. Là bước mầm non, cho học trường mầm non. Rồi sẽ lớn hơn.